Facebook trời kể hack, email có trời kể đố, password có trời kể đố, kể remove email dân tránh, remove lệnh tù sạp dân tránh, ta dân thơ mạch dụ bản bình. Ok, tiếp xúc ông bồn đọc nế, ngay nếp trong bản số trẻ đọc lệnh nơi chúng này đang mối tệ tồn, tình năng cả dục Facebook đại kể hack dù mà bình mạng. Cả này nếu cứ không cả này liêm liêm, không dạ về vì biển mau, mà ngay thì là vì ngay link nó là toàn để expire và sân chỉ bong phải ôn cái hack vô tới mà tất mà khai vì khá cái link nó cứ expire vô vào nhận bàn tên mà ok chẳng ní cứ chia khảo anh phải ôn xây vật muối hay cho bạn có thọt skin mà chẳng link lên sắp tại expire session expire log in với hạt chỗ cái đồ password mình bốn email nó cái đồ password sân tập máu mà subscribe mốc login email nấng Facebook tha not recognize email nấng mình nghe được không chuyện này Facebook nào một tệ mình tha cái bán lục email nấng trên địa account giờ cái remove cái đại email mày bảo cái chỗ hay đã lịch mày từ sập bảo cái chỗ giờ vô lịch từ sập vô email đã record đi gọi cái này bạn ok bạn này cứ chẳng này bạn email nhóm Yahoo này là anh hiểm ở yahoo.com này nhóm bạn bật cả lại code hay password bạn này bạn chẳng nó phải đặt nhóm mà đã log in tới việc đó ấy nhà tập vô còn account về vô còn account vì admin khơi email cho nước nông nâng đây mà mình ta lệch bọc kế hai nâng đô ta chỉ gmail bình mà gmail nó đã đăng chung mỗi tiền về để bọc ôn là snar tới việc ao tế cái cái chế cơ bộ nó bây giờ chạy sná cứ vì sná cô tự email nắng chẳng hình dột bàn bình tế ok chẳng là trong bạc tầm mơ Yahoo phim sẵn Yahoo forgot account longer access what account Facebook chứ nhưng tôi mơ là Yahoo mình sẵn Yahoo thì mặc Yahoo mà thì bạn chấn có hai chữ mong pram mong pram mong pram một mùi ní gọt miền kê recovery password chỉ tràn đo mà này mà nhà lịch cột màu bị đòn okay. Hay tu sập nhóm tu sập nó có bàn nhà lịch cột mọi đá tạm lệnh nó chỉ tràn đòn tài lỡ kê vô tự bản hai bạn mình tái Yahoo nông mà Yahoo nó có ban message mà giờ tập hà này bạn những bạn mới nơi mau tram hà sợ bài nhật tì nít nhật tì một thầy mùi nó your primary email address of phone number was changed change nhật bạn bạn đô vì Yahoo nít từ chia nên bạn sự chiết chín bốn at gmail.com đi tới bên bạn chẳng gmail nó cứ gọi là score thế còn bạn đồ tới hai chẳng nhưng thời thường mặc dù bệnh bạn một cái lục gmail dẫn Yahoo dẫn trên vì Facebook lục lấy tủ sạp đại dân thì hồi đi chạy nó thì đã bỏ cái mấy chỗ cái dân đăng thay email nó chỉ email ấy kê này sự chuyện này chẳng bong phổ ôn trên là bốn
dựng bật mail lên máu sản phẩm cạn này thôi mấy dựng chuẩn thả secure your account cho nhà link lên máu tôi xua thả you likely perform this action yourself this action came from the same box device this was someone else tôi xua thả ta nít chia rồi bỏ nẹ mình tế chẳng nhưng đã tham mến nhóm thì nẹ đâu tê bạn thì đã divorce someone else đã chân máu secure your account you started securing your account once day like click on email you to finish secure account this verify and define or change password your account will be remain hidden until you complete the process và chẳng account dưỡng ở Facebook bạn lẽ hai bạn bạn lọc chiếm đó sẵn lúc ta đã dẫn sinh nào từ Facebook đồng bấy ở phía đồng bấy thả email đã dẫn ra dù sinh nào mà nè chia được bỏ dừng ok chứ chơi con là nhiều điểm mà oh. Mà chẳng thì mình bay dùm rơi hỏi dừng confirm your identity on another phone or computer. Xin cho kênh đào sẵn. Là Facebook Android yesterday. Chrome, Dothan, Facebook Android. Anh ấy very view device bao giờ. Chắc nhìn cho con này nhiều mà. Rồi thử ý tiết. Lain bos nak bro. Chẳng biết đâu bro tế bạn. Chẳng nhận thoại cài bình sẵn. Confirm vị thí em đọc thông máy tiết. Identity photo of friend. Thì thà teach một friend, teach một mẹ phẹt dân. Chẳng chạy khoảng nhiều. Ok, thì còn là nhu mà. Ồ, sao ta chung một friend ở đây score. Ok. Skip. I don't know, confirm it the other way, skip. Bạn chẳng lấy việc tầm ra ở dưỡng upload tạ sử nhận bàn trồn upload tạ nhận bàn trồn được chuyển tạm đến máu cứ mình bị thi trái mà bởi sân bông có 100 đến chú cá nhưng ai cho tới vì màu về nhỉ tay nhau 100 chứ cho thả đạp load photo ID là tạ nhận bàn tờ tèm ở đó. Ok, khăn nhu chẳng bông phổn là chú ID mà ID nhau toàn bàn thọt thế. Ok, chăm mập lết bà, chăm scope mập lết nhau thọt tạ nhìn bàn sân thì tiết dương nâng bàn to thế bà. Mà thuốc lấy bông phổn của khăn này là dương to vì ngày mốn là dương vô Facebook đại kỳ hạt như vô mình tại vì nick trong trà tù sạp để xa không tớ phải link đến cho bạn thuật mà đó hai chứ nên cho trang không tớ về mình đó hay trang tù sạp về mình đó này bạn chẳng em lọc in sẵn. Tới
but someone has logged into your account. Okay, just continue on. Và chắc là dùng chọn điện thoại confirm your identity. Text to phone. Chúng luôn chăm mới được nhà cô tế đã có thành phố mà được về. Confirm another way mà. Identity photo of friend. Okay, con nhú. Chẳng photo of friend ấy dương at score đấy. Các bạn chẳng phải confirm another way mà. Ok, chẳng là phê dựng confirm all hay confirm either way nó ghi dựng vì ao dưỡng upload nơi photo ID đi chẳng cho continue mà chẳng continue chẳng bởi dựng số upload ID bởi dựng chẳng vì lập hà confirm vừa identity mấy xuống chẳng còn hà ID nếu cứ dựa ID bỏ tạo thông nhanh bởi dựng nhìn đẹp ID đã bị ảnh sắp như đôi chìa, phạm phô, driver license, bằng mặt mô, bộ đọc biểu tiêu. Thế thế nè. Thế nên chạy con được nhiều mà. Tổng thứ bóng phô ôn là sẽ choose photo này. From farm. Nên bởi dưỡng upload nơi tạm nhìn mặt bởi dưỡng. Nên là chạy upload hết. Krih hay nang mah wampun krih mah tama tiết wampun cek kan nyu kan nyu chẳng vì ao dược đặc kì mẹ trách đại vì ai contact dương bàn chẳng dừng đặc kì mẹ bao dương món đi bà Yahoo bao dương á. ID của dương là dương pra thang môn á. Bạn là hiếm achieveyahoo.com. Chúng đã lắng in càng vốn at yahoo.com. Lắng lại hiếm càng vốn yahoo.com. Ok, chứ như đặt email nó mà đồng bởi ở view contact mà dương mình cho còn nếu nhưng mà email dây chứ mà giải quyết nhưng thì email có việc nhà mà thì chẳng mình đặt còn nhiều only I know the password for my thing mình chạy kỳ mà chạy khó nhiều ok chứ những nhà tư bàn phòng ra chạy bóng phôn chứ những công chạm mở Facebook review và dưỡng vì nó là dưỡng bình dưỡng ai chờ vô account dưỡng một bệnh bàn này ok những đồ chạm mờ bà dìa đọc một tí mà máu tí máu nó được đọc và thấy uống máu cho không này từ tam là công hôn Facebook đại có tầm đẹp mà nát của ta đang chạy mới lên như từ tam có thể dù mờ chấn những đồ chạm mờ đọc miệng của một con bà có phổ nói thế giới mà to từ một tiết
បន្ទាប់ពីយើងបានផ្ញើ ID ទៅខាងក្រុមហ៊ុន Facebook ខ្ញុំបានផ្ញើរយៈពេល3ដងហើយបាទ3ដងទៅលើកនេះហើយដោយសារខាងក្រុមហ៊ុនគេអត់ accept យើងមកពេញខុសតិចក៏វាអត់ឲ្យដែរឥឡូវយើងចូលទៅមើលបងប្អូនគ្នាចុចបើក email យើងមកនេះបាទនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន accept វាអរគុណយើងដែលយើងបាន submit ID ទៅវាហើយវាផ្ញើ link ហើយនិង password ដែលយើង login នេះបាទយើង copy password នឹងទៅ login ក៏បាននេះបាទ copy password នឹងទៅ login ក៏បានឬក៏យើងគប់ចុចអា link យកក៏បានដែរចុច link ទៅគឺ login ចូលហើយបាទនេះ link unlock account យើងយើងចុច link ទៅអូខេនេះវាឲ្យ review ហើយ password review email ផ្សេងៗហ្នឹងទៅយើងចុច continue មកដើម្បី review password យើងដល់កន្លែងនេះគឺវាឲ្យយើងដាក់ password ថ្មី change your password ចុះយើងដាក់ password ថ្មីមកដាក់មិនទៅបានដែរចុះយើងវាយ password ចូលសិនពីធម្មតា password យើងមានលេខមានអក្សរមានសញ្ញាទៀតតាមវាបកកែចាំដាក់ធម្មតាសិនណាអត់ចូលโอเคហើយចុចโอเค continue you have used this password for all password ណាយើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់ពីមុនមកហើយវាឲ្យទេយើងឲ្យវាឲ្យយើងដាក់ password ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំរកដាក់ password ថ្មីសិនណាអូនេះ copy link លេខនេះដាក់បណ្ដោយក៏បាន copyអូខេ copy ដាក់អានឹងចូលម្ដងមកអូខេឥឡូវឲ្យក្រោយដាក់ដូចគ្នាមក password យើងហ្នឹងហើយចុច continue មកអូខេចឹងចុច continue ហើយនេះគឺ email ដែលគេ hack យកទៅហ្នឹងបាទអ្នកលើ hack ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ចុចទេខ្លាចក្រុមហ៊ុនវារោរឿងថាមានអ្នក hack អីចឹងចឹងចុច skip សិនចាំ remove តាមក្រោយចុច skip ចុច log វាមកហើយលេខនេះក៏ខ្ញុំអត់លុបដែរព្រោះនេះជាលេខខ្ញុំផ្ទាល់ចុច skip យើងចុច skip ថាយើងលុបនេះវាឲ្យ review people ដែលយើងបាន add ទៅគេហ្នឹងថ្មីៗហ្នឹងគេយើងទៅ add ថ្មីថ្មីវាឲ្យលុបយើងចុចលុបខ្លះមកទី3ចុច6ក៏បានចុច2ក៏បានសិនតែយើងចុច remove មកទៅមកគេដែរនេះក៏យើងឲ្យនៅផុសយើងថ្មីថ្មីយើងទៅផុសផុសណាយើងបានផុសយើងលុបចោលទៅចឹងគេ skip នៅខាងលុបទេចឹងយើងទៅមើលទៅបាក់ check comment ថ្មីថ្មីយើង comment យ៉ាងណាខ្លះចុចលុបមកយើងលុបក៏បានមិនលុបក៏បានបាទចឹងអូខេហើយនេះបាទ done go to your script ចឹង Facebook យើងគឺបានមកវិញហើយបាទរយៈពេល7ម៉ាត់ទៅទៅយកវិញបានโอเคនេះគឺជារបៀបមួយដែលបងប្អូនឧទាហរណ៍មានបងប្អូនដែល account ត្រូវគេ hack ថ្មីថ្មីហើយយើងមើលក្នុង email យើងឃើញ Facebook ផ្ញើមកថាមានគេ hack account យើងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយើងចូលចុច link ហ្នឹងទៅដើម្បី secure account យើងគឺធ្វើតាមវិធីដែលខ្ញុំធ្វើមកហ្នឹងគឺនេះគឺជា video full មកថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំដាក់ video video ពាក់កណ្ដាលឥឡូវយើងធ្វើពេញឲ្យហើយ okនេះបាទចូលមើល story យកអីបានអញ្ចឹង account គេបាន recovery យកវិញដល់ចុកចៃហើយបន្ទាប់ពីយកវិញគឺយើងសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងចូលក្នុង setting ចូលទៅលុប email មើលលេខទូរស័ព្ទអីដាក់ secure ឲ្យយើងឲ្យល្អទាំងអស់ហ្នឹងយើងចូលទៅលុបខ្លួនឯងទៅបន្ទាប់ពីយកបានហើយបានចូល setting ហើយចូលទៅលុប email លុបលេខទូរស័ព្ទដែលយើងអត់ស្គាល់ដាក់របស់យើងថ្មីទាំងអស់ជៀសវាងគេ recovery password មកវិញអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ account នៅពេលដែលយើងចុច secure នឹងហើយអ្នកផ្សេងក៏លែងបានដែរបាទនៅពេលដែលយើង Facebook ផ្ញើ link នឹងមកហើយយើងចុច link នឹង secure account គឺបិទ account គឺសើចក៏ឃើញដែរលុះត្រាយើងដោះមកវិញបានអញ្ចឹងរបៀបដោះគឺមានច្រើនយើងអាច tree friend យើងស្គាល់ friend tree friend ទៅ friend មកវិញហើយឬក៏ទីគឺផ្ញើតាក់ញ្ញាណបានគឺខ្ញុំ
ចូលចិត្តតែផ្ញើតយានបាញ់ទៅបញ្ជាក់ឲ្យវាមកហើយយើងសេរ៉ាដាប្រាប់វាទៅយើងបញ្ជាក់ខុសមានថា information ក្នុងតយានបាញ់នៅក្នុង Facebook ខុសគ្នាក៏យើងស្នើបានដែរអូខេអញ្ចឹងលើបានដល់ចូលចិត្តហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណបើសិនជាមានចងល់អីតើតើនៅខាង Facebook blog Facebook បាត់ password ផ្សេងៗអាចតទៅមកពេលខ្ញុំបានសូមអរគុណជួយចែករំលែកដើម្បីបងប្អូនជាចំណេះដឹងដល់បងប្អូនអរគុណដែលបានដឹងផងសូមអរគុណ